Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Tráng mập mờ Cẩm Đang bất ngờ tuyên bố gắt về mối quan hệ bí mật với chồng cũ Lệ Quyên. Liên tục bị réo tên khi chồng cũ Lệ Quyên đăng hình gái lạ, Cẩm Đang đã quyết định nói rõ mối quan hệ. Sau khi ly hôn với Lệ Quyên, chồng cũ là đại gia Đức Huy cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người khi bị nghi hẹn hò với người đẹp Cẩm Đang. Cả hai bị lộ ảnh xuất hiện chung với nhau ở một số sự kiện, từ đám cưới bạn bè, đi xem ca nhạc đến việc đi nghỉ dưỡng, đều bị nghi có bóng dáng đi cùng. Do cả hai vẫn giữ im lặng nên hầu như đều hiểu hai người đang hẹn hò. Tuy nhiên thời gian gần đây cả hai bị đồn tan vỡ khi đôi bên không còn tương tác với nhau trên mạng xã hội. Nhất là chồng cũ Lệ Quyên bỏ theo dõi Cẩm Đang. Đỉnh điểm là cách đây không lâu, đại gia Đức Huy bất ngờ đăng tải hình ảnh gái lạ vào đêm muộn, khiến nhiều người chú ý. Dù giới thiệu là cô gái dạy kèm cho con trai, nhưng hình ảnh gái xinh xuất hiện trên trang cá nhân vẫn là tâm điểm thu hút sự quan tâm của dân mạng. Điều đáng nói là cô gái này cũng là chân dài bước ra từ cuộc thi sắc đẹp, giống như người tình tình đồn Cẩm Đang. Ngay lập tức nhiều người cho rằng chồng cũ Lệ Quyên đã chia tay Cẩm Đang. Giữa lúc liên tục bị réo tên khi chồng cũ Lệ Quyên bị nghi có tình mới, thì mới đây Cẩm Đang đã lập tức lên tiếng cực gắt trên trang cá nhân. Theo đó, mỹ nhân 10X khẳng định bản thân vẫn độc thân và tiết lộ không bao giờ muốn công khai chuyện tình cảm. Yêu sai người có quyền được yêu lại mà đâu ai cấm. Nếu cấm thì không có tờ giấy ly hôn xuất hiện rồi, Cẩm Đang đăng tải trên trang cá nhân. Bài đăng ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không ít người tin rằng lần này Cẩm Đang đã không còn giữ mối quan hệ mập mờ với người tình tin đồn là chồng cũ Lệ Quyên, mà khẳng định mối quan hệ thật hiện tại. Dù không chỉ đích danh, nhưng chắc chắn cô đang phân trần về mối quan hệ mờ ám thời gian qua. Sau tin đồn hẹn hò doanh nhân Đức Huy, Cẩm Đang nói rõ tình trạng quan hệ hiện tại, khẳng định gắt yêu người chưa vợ là trái luân thường đạo lý à. Cẩm Đang đã có dòng trạng thái dài, làm rõ loạt tin đồn tình cảm. Dù không giành được ngôi vị cao, kể từ khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Cẩm Đang vẫn tiếp tục được nhắc tên trên truyền thông bởi gương mặt xinh đẹp và loạt thông tin về đời tư. Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến tin đồn yêu doanh nhân Đức Huy. Sau khoảng thời gian dài vướng tin đồn hẹn hò, mới đây Cẩm Đang đã đăng tải dòng trạng thái dài nhằm nói rõ về tình trạng hiện tại. Trên trang cá nhân, người đẹp khẳng định hiện tại mình độc thân và yêu quan điểm chuyện người yêu, người đã ly hôn. Cẩm Đang bức xúc, yêu người lớn tuổi hay nhỏ tuổi cũng là vì tiền, thế này thế kia. Vậy thì trên thế giới này có rất nhiều người mang tội danh yêu người lớn tuổi, còn gắn mác là tình trẻ quen chồng cũ, trong khi đó đang chưa chồng và người đó không vợ, quen nhau là sai trái luân thường đạo lý à. Sẽ có những người vào chửi thế này thế kia, xin lỗi ạ, đừng cào phím, có khi đang tự chửi chính mình đấy. Yêu sai người có quyền được yêu lại mà đâu ai cấm, nếu cấm thì không có tờ giấy ly hôn xuất hiện rồi. Cẩm Đang đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý nói về việc quen chồng cũ ai đó và yêu người lớn tuổi. Cẩm Đang cho biết hiện tại cô đang độc thân. Cẩm Đang ghi dấu ấn tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhờ gương mặt khả ái, vóc dáng chuẩn chỉnh. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.